Đi ơi, đi nhà chơi nhá. Đó, chờ đây. Nhà đi, sao? Hả? Nhà đi. Ở đây. Nhà đi. Sao? Một quả này nó tức là. Vâng ạ. Ô, chiếc chiếc lớn nhỉ. Anh em đi lên đang nữa nào. Đang chơi nữa nào. Đang lấy kìa. Lá này. Anh là được quá nhỉ. Quá ngon này ạ. Quá ngon nhỉ. Tuyệt tuyệt. Ôi, nó ăn nghiêm gác lắm. Ngon kinh đâu. Không nào nó gặp em đấy nhỉ. Chưa anh ạ. Gặp em rồi, cái này gặp em rồi. Gặp hàng ngày thôi anh ạ. Nó nhìn khác nếu luôn, nếu bạn luôn. Có bạn có bè, mới cô đơn. Đấy, trong màu nó ấy thế nhỉ? Trong màu nó thế này. Cá với cả nhân từ trong bên ngoài. Ăn cua không con? Bắt chết. Có phải nuôi vào đó đấy, còn người tôi trách ấy. Thế nhá. Đi đâu đấy? Cua này. Sợ cua. Con này sợ cua. Cua này. Là anh cua này. Sợ. Ê, cho tay rồi. Ê, giờ đây sợ là sợ. Cái này nó lớn nhỉ anh nhỉ? 4, 8, 2, 7, 3. Mang kia Luffy ấy. Nhỏ. Nhỏ quá em. Này đấy, mũi tên này.
Nhỏ không? Nhỏ nhớ. Nhỏ nhớ. Tao nó nhâm gì chết đi à? Không ngọt thì sao mà ăn cái này không nhiệt tình nhỉ? Bóc vỏ nhá, bóc vỏ nhá. Bóc vỏ nhá. Không cần bóc, ăn ngon thì thế mà. Đấy, không cần bóc luôn. Nhân ngon đấy. Sáng nhớ. Tiền rồi. Mua gì nữa nhỉ? 323.000 đấy.
Nó phở. Đưa tay này. Tay vào đây. Tay vào đây. Nha. Rồi đâu hả? Mà giật chữ. Mua đúng anh. Bà cắt nhé, miếng ăn chuối thôi nhé. Nào, lau tay lên đây. Lau tay lên đây. Thấy rồi. Ăn nó đi. Ăn đi con. Ăn đem đùi nhá. Đi. Và thật căng. Ở đây nhá.